mâu thuẫn nga mỹ càng khoét sâu sau một động thái của lầu năm gốc điện kremlin nổi giận yêu cầu mỹ phải chịu trách nhiệm về hậu quả khi cấp đạn uranium nghèo cho ukraine cùng lúc kiev huy động hệ thống phòng không chuẩn bị cho mùa đông trượt lửa thứ hai tổng thống ukraine giao trọng trách cho tân bộ trưởng quốc phòng các tình nóng khác Cuba ba bắt 17 người nghi đưa nam thanh niên tới chiến đấu cho nga ở ukraine lãnh đạo triều tiên tham dự lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân hồng kông hướng đợt mưa lớn nhất 140 năm tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây Hãng thông tấn RIA dẫn lời chính quyền Nga cho biết các UAV của Ukraine đã bị bắn rơi gần Moscow, tỉnh miền nam Rostov và tỉnh tây nam Friak vào rạng sáng thứ Năm, 7 tháng 9. Không có thương vong nào được báo cáo. Ở khu vực Moscow, video của Reuters cho thấy cửa sổ của một số căn hộ bị vỡ và một số phương tiện đậu gần đó bị hư hỏng. Người dân thị trấn Rameskoye của Moscow cho rằng các cuộc tấn công có thể nhằm vào sân bay Sukovki cách hiện trường chưa đầy 2 km. Lầu Năm Góc bác bỏ chỉ trích của Nga rằng Mỹ vô nhân đạo khi cung cấp đạn xuyên giáp uranium nghèo cho Ukraine. Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Shin hôm 7 tháng 9 cho biết, Tôi bác bỏ khẳng định của các quan chức Nga, Tổ chức Y tế Thế giới báo cáo rằng không ghi nhận sự gia tăng bệnh bạch cầu hoặc các bệnh ung thư khác sẽ bất kỳ sự tiếp xúc nào với đạn uranium nghèo. Cả cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cũng tuyên bố rõ ràng chưa có chứng minh nào về mối liên hệ giữa việc tiếp xúc với đạn uranium nghèo và sự gia tăng bệnh ung thư hoặc các tác động đáng kể đến sức khỏe và môi trường. Bà Xin nói thêm, loại đạn chống tăng của Mỹ có thể giúp Ukraine xuyên thủng vỏ giáp xe tăng của Nga, chúng sẽ được sử dụng rất hiệu quả trên chiến trường. Đây là việc triển khai vũ khí tiêu chuẩn cho xe tăng Abrams. Nhiều quân đội trên khắp thế giới cũng sử dụng đạn uranium nghèo trên xe tăng của họ. Chúng tôi cảm thấy loại đạn này sẽ là cách hiệu quả để chống lại xe tăng Nga và Mỹ sẽ tiếp tục giúp người Ukraine bảo vệ lãnh thổ của họ. Bà Sabrina Xin khẳng định trong cuộc họp báo thường kỳ. Phó thư ký báo chí Lầu Năm Gốc được hỏi trong bao lâu nữa Kiev có thể nhận được lô đạn uranium nghèo, nằm trong có hỗ trợ được Washington công bố hôm 6 tháng 9, trị giá lên tới 175 triệu đô la Mỹ. Người phát ngôn từ chối đưa ra một ngày chính xác, nhưng cho biết đạn xuyên giáp có thể được bàn giao cho Ukraine trước khi cung cấp các xe tăng M1 Abrams đầu tiên vào mùa thu này. Điện Kremlin ngày 7 tháng 9 cho biết Mỹ sẽ phải có câu trả lời về những hậu quả rất đáng buồn từ quyết định cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong cuộc họp báo ngày 7 tháng 9 rằng, đây là tin xấu, thật không may, các tình huống nghiêm trọng chắc chắn sẽ xảy ra với những khu vực lãnh thổ Ukraine, nơi đạn uranium nghèo được sử dụng. Và tất nhiên, trách nhiệm về việc này sẽ thuộc về chính quyền Hoa Kỳ. Theo Reuters, các chuyên gia cảnh báo trường hợp ăn hoặc hít phải một lượng uranium, gồm uranium nghèo là rất nguy hiểm. Nó làm suy giảm chức năng thận, và làm tăng nguy cơ phát triển một số loại bệnh ung thư. Những người phản đối loại vũ khí này, chẳng hạn như Liên Minh Quốc tế cấm vũ khí uranium, nói rằng bụi do những loại vũ khí đó tạo ra có thể bị hít vào, trong khi đạn bắn trượt mục tiêu có thể gây nhiễm độc nước ngầm và đất. Các quốc gia như Hoa Kỳ và Anh cho rằng uranium nghèo là công cụ tốt để phá hủy xe tăng hiện đại, vì có khả năng nó xuyên giáp. Anh và Mỹ cũng đánh giá thấp nguy cơ mắc bệnh do hít phải bụi từ đạn uranium nghèo. Ukraine đang chuẩn bị cho mùa đông thứ hai trong thời chiến. Họ hy vọng lực lượng phòng không với các hệ thống vũ khí mới do phương Tây viện trợ có thể ngăn đất nước chìm vào bóng tối do Nga oanh kích cơ sở cung cấp điện. Theo Reuters, mối đe dọa từ các cuộc oanh kích lưới điện đã trở nên nghiêm trọng hơn sau khi Moscow được cho là đã thành lập các cơ sở mới để sản xuất dưới vì nhờ trên mẫu hết 136 quy rành. Gần một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga vào mùa đông năm ngoái. Trong thời gian tới, Kiev hy vọng sẽ chống lại mối đe dọa mới bằng một đội hình phòng không được tăng cường, bao gồm cả súng phòng không Shepard mới do nước sản xuất, một tháp pháo màu xanh lục gắn trên khung gầm của xe tăng chiến đấu. Ông Sehi Naev, một trong những tướng cấp cao nhất của Ukraine, nói với Reuters rằng, lực lượng vũ trang nước này đang chuẩn bị cho một mùa đông nữa chứng kiến các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Mùa đông năm ngoái, Ukraine cho biết, thỉnh thoảng họ phải bắn hạ các UAV có giá khoảng 30.000 đô la Mỹ mỗi chiếc, trong khi tên lửa phòng không do phương Tây cung cấp có giá trị gấp hàng chục lần, Điều này vẫn phải tiến hành để ngăn chặn UAV làm hỏng các cơ sở hạ tầng, thậm chí còn tốn kém hơn. Ông Nayef cho biết, một trong những quả đạn phòng công của Jebat có giá dưới 1.000 đô la Mỹ sẽ là một giải pháp tiết kiệm chi phí để hạ gục UAV đối phương. Tuy nhiên, mỗi radar của Jebat có băng kính hiệu quả là 12 km, nghĩa là Ukraine không có đủ số Jebat để bao phủ lãnh thổ rộng lớn của mình. Ông Nayef cho biết, các loại súng máy cỡ nòng lớn như M2 Prolin do Mỹ sản xuất sẽ được triển khai để lấp đầy những khoảng trống. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7 tháng 9 cho biết, kế hoạch của Mỹ gửi cho Ukraine số tiền thu được từ các doanh nghiệp Nga bị trừng phạt là bất hợp pháp, và Nga kiên quyết phản đối bất kỳ hành động nào như vậy. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết, Washington đang chuyển cho Ukraine 5,4 triệu đô la Mỹ, tài sản thu được từ các nhà tệ Việt Nga bị trừng phạt, và đây sẽ được sử dụng để hỗ trợ các cựu quân nhân Ukraine. Về việc này, ông Peskov nói với các phóng viên, điều này thật khó tưởng tượng và nó đi ngược lại mọi thứ trong luật pháp quốc tế cũng như luật pháp quốc gia của nước đó khi có điều kiện chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của mình không một trường hợp chiếm đoạt bất hợp pháp nào như vậy sẽ bị bỏ qua ông Beskov nói thêm tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 7 tháng 9 giao cho tân Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov trong trách giảm quan liêu và tăng cường niềm tin đối với bộ này sau hàng loạt cáo buộc tham nhũng tổng thống Zelensky đã giới thiệu ông Umerov với các quan chức quân sự vào quốc phòng cấp cao vào hôm 7 tháng 9, một ngày sau khi Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm ông, tổng thống Zelensky đã đặt ra các ưu tiên cho tân bộ trưởng bao gồm phát triển hợp tác quốc tế và đưa Ukraine trở thành một thành viên NATO. Nhà lãnh đạo Zelensky đã sa thải người tiền nhiệm của ông Omirov sau khi truyền thông Ukraine đưa ra nhiều cáo buộc tham nhũng trong bộ quốc phòng. đáng chú ý nhất là về vấn đề mua sắm vũ khí. Nhìn chung, các nhà phân tích quân sự cho rằng việc cái tổ trong bộ quốc phòng sẽ không có tác động lớn đến nỗ lực chiến đấu của Ukraine. Quan trọng nhất, chúng ta cần có niềm tin nhiều hơn, tin tưởng vào các quyết định đang được đưa ra, tin tưởng vào hoạt động mua sắm đang được thực hiện, tin tưởng vào nguồn cung cấp. Ông Zelensky nói, Tổng thống Zelensky bày tỏ tin tưởng ông Umerov có khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, ông Zelensky ngày 7 tháng 9 đã khen ngợi ba đơn vị quân đội vì chiến đấu rất hiệu quả chống lại quân đội Nga, cụ thể là lữ đoàn lực lượng đặc biệt 12 chiến đấu ở miền Đông và các lữ đoàn 3 và 15 thuộc vệ binh quốc gia đang thâm chiến ở miền Nam. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 7 tháng 9 đã đến thăm các vị trí đông quân của lực lượng biên phòng Ukraine, tỉnh Kiev. Đi cùng với ông là đại sứ Mỹ ở Ukraine, bà Bridget Brink. Hai quan chức Mỹ đã nhìn thấy các thiết bị bảo hộ cá nhân và phương tiện quân sự mà Washington cấp cho Kiev. Người đứng đầu lực lượng biên phòng Ukraine, Serhiy Tenniko, cảm ơn Ngoại trưởng Mỹ vì sự hỗ trợ của Washington, nói rằng điều đó đã giúp cuộc sống nhiều lính biên phòng Ukraine. Ông Blinken là quân chức cấp cao đầu tiên của Hoa Kỳ đến thăm Kiev, Kể từ khi cuộc phản công tiến hành vào đầu tháng 6, ông đã công bố gói hỗ trợ thời chiến mới của Hoa Kỳ trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ, bao gồm hỗ trợ cho hệ thống phòng công của Ukraine. Cùng ngày 7 tháng 9, ông cùng Thủ tướng Ukraine Denis Simhan thị sát một nhà máy thủy điện ở Kiev. Ngoại trưởng Mỹ đã lắng nghe thông tin về các thiệt hại mà nhà máy thủy điện phải gánh chịu trong xung đột. Reuters đưa tin, người dân địa phương Romania phát hiện một hố lớn trên mặt đất và cây cối bị hư hại tại địa điểm được cho là nơi UAV Nga có thể đã rơi ở Romania, một nước thành viên của NATO. Ukraine đầu tuần này khẳng định UAV đã phát nổ ở Romania trong cuộc không kích ban đêm của Nga nhằm vào một cảng Ukraine bên kia sông Danube. Các cuộc tấn công tại địa điểm này đã gia tăng kể từ tháng 7, khi Moscow rút khỏi thỏa thuận cho phép Kiev xuất khẩu ngũ cốc từ ba cảng phía Biển Đen, theo Reuters. Các quan chức Romania ban đầu phủ nhận cáo buộc của Ukraine, nhưng đã có động thái mới ngày 6 tháng 9, khi Bộ trưởng Quốc phòng Angel Tivar nói rằng các bộ phận có thể là duy Nga đã rơi xuống lãnh thổ Romania. Tổng thống Romania Klaus Iohannis cùng ngày 6 tháng 9 cho biết nếu xác nhận mối nghi ngờ là đúng, thì đó sẽ là sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Romania và của các đồng minh NATO. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 7 tháng 9 nói với các nhà lập pháp EU rằng NATO nhận thấy không có dấu hiệu rằng mảnh vỡ UAV ở Romania là do một cuộc tấn công có chủ ý của Nga. Chính quyền Cuba ngày 7 tháng 9 thông báo bắt giữ 17 người liên quan đến đường dây buôn người vô gồm vô dỗ, dỗ nam thanh niên Cuba chiến đấu cho quân đội Nga ở Ukraine. Cuba đầu tuần này tiết lộ nhà chức trách đang nỗ lực vô hiệu hóa và phá bỏ mạng lưới mà họ cho biết hoạt động trên cả đất nước Cuba và ở Nga. Ông Sisa Rodriguez, một đại tá trong bộ nội vụ Cuba, không nêu tên bất kỳ ai trong số những người bị cáo buộc tham gia đường dây bất hợp pháp, nhưng cho biết hai người cầm đầu đường dây đã tuyển mộ chiến binh thông qua hai người khác ở Cuba. Công tuyên viên George Louis Reyes cho biết, những người liên quan đến vụ bê bối có thể bị phạt tới 30 năm tù, án chung thân hoặc tử hình, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng và hành vi phạm tội, từ buôn người đến đánh thuê và hành động thù địch chống lại một quốc gia nước ngoài. Cuba khẳng định không tham gia trong xung đột ở Ukraine. Chính phủ nước này cho biết trong một tuyên bố hôm 4 tháng 9 rằng Cuba có lập trường lịch sử vững chắc và rõ ràng về chống lại việc sử dụng lính đánh thuê. Tại cuộc họp báo ở Dakar, Bangladesh hôm 7 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mỹ có mục đích cô lập Nga ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đồng thời muốn răng đe Trung Quốc ở khu vực. Ông Radov là ngoại trưởng Nga đầu tiên đến thăm Bangladesh kể từ khi nước này giành độc lập từ năm 1971. Ông đã đến Dhaka vào cuối ngày 7 tháng 9 và bắt đầu chuyến thăm hai ngày, ngay sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Jakarta. Cả Nga và các nước phương Tây đều đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Bangladesh, quốc gia không đứng về bên nào trong cuộc chiến Ukraine, kể cả khi phải vật lộn với chi phí nhập khẩu nhiên liệu và thực phẩm tăng cao. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng sẽ đến thăm Dakar vào tuần tới sau khi tham dự cuộc họp G20 nhằm tăng cường quan hệ với một quốc gia đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 7 tháng 9 thông báo có viện trợ mới nhất cho Ukraine trị giá 600 triệu đô la Mỹ. Theo tuyên bố của Lầu Năm Gốc, gói hàng mới sẽ bao gồm thiết bị cho hệ thống phòng không, đang bổ sung cho hệ thống HIMARS, đang phá 105 ly, công cụ tác chiến điện tử, đạn phá hủy để dọn chứa ngại vật và phương tiện ra phá bom mìn. Khoản viện trợ này được cung cấp thông qua sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine USIA, cho phép chính quyền tổng thống Biden mua vũ khí từ ngành công nghiệp quốc phòng, thay vì lý chúng từ kho quân sự hiện có của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đến thăm Kiev hôm 6 tháng 9, đã hứa với Ukraine rằng Washington sẽ hỗ trợ quân sự hơn 1 tỷ đô la Mỹ bao gồm 665 triệu đô la Mỹ cho vật tư quân sự. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng Ukraine có những gì họ cần, không chỉ để thành công trong cuộc phản công mà còn về lâu dài. Ông Blinken nói với các nhà báo ở Kiev. Cùng ngày, Lầu năm gốc thông báo rằng Kiev sẽ nhận thêm thiết bị trị giá 175 triệu đô la Mỹ của Mỹ, bao gồm cả đạn uranium nghèo cho xe tăng Abrams. Theo tờ Politico, 10 trong số 31 xe tăng chiến đấu chủ lực do Mỹ sản xuất dự kiến sẽ đến Ukraine trong vài tuần nữa. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryakov cho rằng cung cấp đạn uranium nghèo là động thái tội ác của Mỹ. Đây không chỉ là một bước leo thang mà còn phản ánh sự coi thường thể quả của Washington đối với những hậu quả môi trường khi sử dụng đạn uranium nghèo trên chiến trường. Bên cạnh đó, hôm 5 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong 3 tháng phản công, Ukraine đã mất khoảng 66.000 binh sĩ và 7.600 loại vũ khí hạng nặng, nhưng không đạt được bất kỳ lợi ích đáng kể nào. Kiev cho đến nay tuyên bố đã chiếm được một số ngôi làng nhỏ nhưng chúng nằm cách xa các tuyến phòng thủ chính của nga. nga đã nhiều lần cảnh báo việc mỹ và các đồng minh chuyển vũ khí cho ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc chiến chứ không thể ngăn moscow đạt được các mục tiêu trong hoạt động quân sự. các quan chức nga cũng lập luận rằng việc cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và huấn luyện quân đội của kiev đồng nghĩa các quốc gia phương tây trên thực tế đã trở thành một bên tham gia trong xung đột. 3 tháng sau cuộc phản công của ukraine, lực lượng nga phần lớn vẫn có thể giữ vững vị trí của họ nhờ học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ. Một chuyên gia quân sự nói với tờ Washington Post, Nga đã tái thành lập các đơn vị bị tiêu hao, thay thế bằng các đơn vị mới và chuyển từ tấn công trên diện rộng sang tập trung phòng thủ kiên cố ở một số mặt trận. Tất cả cho thấy rằng bất chấp tổn thức nặng nề, Moscow vẫn sẵn sàng đào sâu và chờ đợi phương Tây nắng lòng trong sự ủng hộ Kiev. Phía phòng thủ được tổ chức tương đối tốt, đánh dấu sự trở lại với học thuyết quân sự lâu đời của Nga. Bên cạnh đó, Moscow còn linh động thực hiện một số sự thay đổi so với những ngày đầu tiên của cuộc chiến. Ông Matveev, một nhà phân tích quân sự Nga và có liên kết với nhóm đối lập Điện Kremlin, cho biết quân đội Nga đang cho thấy sự thích nghi. Họ đang sử dụng kinh nghiệm của mình để đưa Ukraine rơi vào thế bị tắc. Các lực lượng Ukraine tuyên bố đạt được những kết quả hạn chế trong nỗ lực cắt đứt hành lang trên bộ giữa đất liền Nga với băng đảo Trùm. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng việc NATO huấn luyện binh sĩ và cung cấp vũ khí mạnh cho Ukraine đã không dẫn tới kết quả như mong đợi kiev không thể tiến hành phản công quy mô lớn mà chỉ tiếp tục thực hiện một chiến thuật cũ là bắn pháo vào các vị trí của nga cuộc tấn công mới của nga vào thành phố kbiak ở phía đông bắc do ukraine tái kiểm soát đã cho thấy nga vẫn có thể tiến công nhưng một số chuyên gia lại cho rằng cuộc tấn công này có thể được hiểu là một phần của chiến lược phòng thủ động thái nhằm ngăn chặn lực lượng ukraine tập trung quá nhiều ở phía nam Cố vấn của Tổng thống Zelensky, ông Mikhailo Budoliak, đã chỉ trích tỷ phú Elon Musk sau khi đài CNN đăng một đoạn trích trong cuốn tiểu sử sắp xuất bản của vì tỷ phú gốc Nam Phi được cho là đã yêu cầu ngắt kết nối Internet vệ tinh ở băng đảo trùm dẫn tới các xuồng tấn công tự hành của Ukraine mất kết nối và giặt vào bờ một cách vô hại. Ông Budolyak tuyên bố sự can thiệp của tỷ phú Musk đối với Internet xung quanh băng đảo Trùm đã khiến người dân thường thiệt mạng. Đây là cái giá phải trả khi kết hợp sự thiếu hiểu biết và cái tôi quả lớn quan chức Ukraine lên tiếng chỉ trích ông Musk. Trước đó, CNN cho hay, trong cuốn tiểu sử với tựa đề Elon Musk dự kiến phát hành ngày 12 tháng 9 sắp tới, tác giả Walter Isaacson cho biết tỷ phú Musk hồi năm ngoái đã yêu cầu kỹ sư của công ty SpaceX ngắt mạng liên lạc vệ tinh Starlink gần bờ biển Trump để ngăn cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào hạm đội hải quân Nga. Theo tác giả Isaacson, khi xuồng không người lái mang thuốc nổ của Ukraine tiếp cận hạm đội biển đen Nga ở Crimea, chúng đột nhiên mất kết nối và giặt vào bờ biển. Ông Musk ra quyết định này do lo ngại Moscow sẽ dùng vũ khí hạt nhân đáp trả cuộc tấn công của Kiev và bán đảo Crimea. Sau khi ông trò chuyện cùng các quan chức cấp cao Nga, tác giả Isakson viết, song những lo ngại này của ông Musk đã không xảy ra, ngay cả khi Ukraine tăng cường tập kích Trump trong thời gian gần đây. Được biết, sau khi Nga làm gián đoạn hệ thống liên lạc của Ukraine ngay trước khi phát động chiến sự hồi cuối tháng 2 năm 2022, thì phu Musk đã đồng ý cung cấp cho Ukraine các thiết bị vệ tinh Starlink trị giá hàng triệu đô la Mỹ do SpaceX sản xuất. Starlink là những thiết bị quan trọng đối với hoạt động quân sự của Ukraine. Kể cả khi mạng điện thoại di động và Internet bị phá, Stalin vẫn cho phép Ukraine duy trì liên lạc và kết nối với các phương tiện điều khiển từ xa. Tác giả Saxon cho biết thêm, SpaceX đã đạt thỏa thuận với chính phủ Mỹ và châu Âu vì cung cấp thêm cho Ukraine 100.000 đĩa vệ tinh mới vào đầu năm 2023. Chuyển sang các tin tức khác. Truyền hình nhà nước Triều Tiên hôm nay, 8 tháng 9, vừa phát sóng hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un tham gia buổi hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật đầu tiên của nước này. Tàu ngầm được giao cho hạm đội tuần tra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã cùng các quan chức cấp cao tham dự lễ hạ thủy tàu ngầm số 841, được đặt tên là anh hùng Kim Kun Ok theo tên một nhân vật lịch sử của Triều Tiên. Sự kiện diễn ra hôm 6 tháng 9 tại xưởng đóng tàu Hồng Đề. Ông Kim cho biết việc trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân là một nhiệm vụ cấp bách lãnh đạo Triều Tiên đặt mục tiêu trang bị thêm vũ khí hạt nhân chiến thuật cho các tàu ngầm và tàu mặt nước của Hải quân quốc gia này, hãng thông tấn CNA đưa tin. Hiện chưa rõ tàu ngầm mới sẽ được trang bị tên lửa gì. Triều Tiên đã bắn thử một số tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBM, cũng như từng thử tên lửa hành trình có thể bắn từ tàu ngầm. Theo Reuters, thủ đô New Delhi của Ấn Độ trở nên vắng lặng lạ thường vào hôm thứ Sáu 8 tháng 9, khi các nhà lãnh đạo G20 bắt đầu đến thành phố để tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày. Lệnh phong tỏa toàn thành phố đã được thực thi đối với các cửa hàng và phương tiện giao thông, chủ yếu ở các khu vực trung tâm và trong khu hành chính của New Delhi để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh. Hàng chục nghìn quân nhân và cảnh sát đã được triển khai khắp thủ đô để tăng cường các biện pháp an ninh. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hy vọng hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào cuối tuần từ ngày 9 tháng 9 sẽ cho thấy sự nổi lên của đất nước ông như một cường quốc. Tuy nhiên, sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong quan điểm của các nước liên quan cuộc chiến của Nga ở Ukraine có nguy cơ làm dây thướng tiến bộ trong các vấn đề như an ninh lương thực, khủng hoảng nợ và hợp tác toàn cầu về biến đổi khí hậu. Nếu cuộc họp ở Delhi không đưa ra được tuyên bố chung, thì đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử hội nghị thượng đỉnh G20 gặp trở ngại này và nó có khả năng đặt ra câu hỏi về khả năng tồn tại của nhóm. Theo Reuters, người dân Hồng Kông thức giấc trong khung cảnh hỗn loạn sau khi lượng mưa kỷ lục đổ xuống trung tâm tài chính châu Á này vào hôm thứ Sáu, 8 tháng 9, gây ra lở đất và lũ quét trong thành phố. Thời tiết khắc nghiệt đã gây ra lở đất tại khu dân cư Sao Ki Wan, khiến đá bùng và nước lũ bổ vây. Đây là lần đầu tiên khu vực này chứng kiến một vụ lở đất. Một số người dân cho biết họ rất sợ hãi. Cơ quan thời tiết Hồng Kông đã đưa ra cảnh báo mưa bão ở mức đen, mức cao nhất. Họ cho biết lượng mưa hơn 200mm đã được ghi nhận trên đảo chính của Hồng Kông, cũng như ở quận Cửu Long, vào khu vực phía đông bắc của tầng Giới từ cuối ngày thứ năm 7 tháng 9. Truyền thông địa phương đưa tin trận lục đã khiến một người thiệt mạng và 83 người khác bị thương. Mưa xối xả do bão hai cùi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến thuộc Trung Quốc đại lục hôm thứ Ba, 5 tháng 9. Mặc dù bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng những đám mây di chuyển chậm của nó đã trút xuống một lượng mưa khổng lồ. CNN cho biết, Hồng Kông vừa hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ năm 1884 tỉnh Quảng Đông phía Nam Trung Quốc cũng đang tăng cường nỗ lực cứu hộ sau khi mưa lớn do tàn tích của cơn bão Hai Cùi gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Đài truyền hình nhà nước CCTV hôm 7 tháng 9 phát sóng bản tin cho thấy, các nhân viên cứu hộ đang sơ tán cư dân ở thành phố Mai Châu và Yết Dương. Hơn 11.200 người đã được sơ tán trên cả hai thành phố. Trong khi đó, người dân ở Thâm Quyến đang bám chặt vào các dây an toàn và bước thận trọng qua vùng nước sâu đến đầu gối đô thị có khoảng 17,7 triệu dân này một nhà ga đường sắt lớn ở Tokyo bị ngập lụt hôm thứ Sáu 8 tháng 9 do bão nhiệt đới Yunjin đang tiến vào Nhật Bản và dự kiến đổ bộ vào cuối ngày. Đoạn phim do người dân chia sẻ với Reuters cho thấy, nhiều công nhân đường sắt đang dọn nước rò rỉ vào một khu vực của ga Shinjuku. Nhà điều hành đường sắt Shia It cho biết hầu hết các chuyến tàu của họ khởi hành từ Shinjuku vốn hoạt động bình thường. Cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA cho biết dự kiến sẽ có mưa cực lớn kèm theo sấm sét ở miền đông ở miền bắc Nhật Bản từ thứ sáu đến thứ bảy 9 tháng 9, cơ quan thời tiết cũng đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra lở đất, lũ lụt ở các vùng trũng thấp và nước sông dâng cao. Ngày 8 tháng 9 hôm nay đánh dấu tròn một tháng kể từ khi trận cháy rừng kinh hoàng tàn phá đảo Maui của Hawaii. Maui bị tàn phá nặng nề hôm 8 tháng 8 khi trận cháy rừng quét qua thị trấn nghỉ mát Lahaina, khiến 115 người thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích được thúc đẩy bởi những cơn gió mạnh từ một cơn bão đi qua Hawaii và điều kiện khô ráo. Đám cháy rừng đã xé toạc lại hay nào, buộc một số người sống sót phải nhảy xuống Thái Bình Dương để thoát khỏi ngọn lửa. Nhưng người cho biết họ nhận thấy có rất ít hoặc không có cảnh báo nào về vụ cháy, khiến các quan chức phải tiến hành đánh giá các quy trình cảnh báo khẩn cấp trên quần đảo. Trong nửa nhấn chìm Hawaii là vụ hỏa hoạn nguy hiểm nhất ở Mỹ kể từ sau vụ cháy rừng năm 1918 ở các bang Minnesota và Wisconsin khiến hơn 450 người thiệt mạng các thành viên của lực lượng cứu hộ giải Amber của Ý đã chạy đua với thời gian để tiếp cận một người đàn ông Mỹ bị ốm và mắc kẹt ở độ sâu 1.000m dưới lòng đất trong một hang động mà ông đang khám phá ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ. Liên đoàn thám hiểm hang động TUMAF -E của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông Mark Dickey, 40 tuổi, đang thực hiện sứ mệnh thám hiểm quốc tế tại hang Mokka ở vùng núi Taurus thì bắt đầu bị xuất huyết tiêu hóa. Đoạn video cho thấy đội cứu hộ Ý đầu tiên gồm 6 thành viên, trong đó có một bác sĩ và một y tá đang chuẩn bị tiến vào hang động Neon Diki bị mắc kẹt. Các đội cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế đã dựng liều và di cáp bên ngoài hang Mokka, là hố lớn thứ ba của Thổ Nhĩ Kỳ. Chương trình tin quốc tế xin khép lại tại đây. Chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.